Tôi nghĩ rằng Zelensky là người mong muốn hòa bình. Tuy nhiên tình hình chính trị của Ukraine khiến ông ta không thể thực hiện thỏa thuận Minsk, và khi chiến tranh nổ ra, ông cần có sự ủng hộ của phương Tây để có thế mạnh trong đàm phán với Nga. Khi sự việc phát triển thì nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông ta và chiến tranh tiếp diễn. Có một điểm đáng lưu ý là bản thân con người của Zelensky, từ xuất thân tới cuộc sống trước kia của ông, không có gì giống với một thủ lĩnh tân phát xít mà người Nga thích gán cho ông. Là một người có gốc Do Thái và có ông nội là sĩ quan Hồng quân Liên Xô, được thưởng nhiều huân chương trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chống Đức Quốc xã. Ông là người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Nga. Quá trình hoạt động nghệ thuật của ông gắn liền với cả Ukraine lẫn Nga khi ông thường xuyên biểu diễn ở cả hai nơi, thậm chí đã có lần Putin xem ông biểu diễn. Sau khi thành công vang dội trong series phim truyền hình Người đầy tớ của nhân dân, trong đó ông thủ vai một tổng thống bình dân mang lại công bằng cho đất nước, ông ra tranh cử tổng thống với Poroshenko. Như đã nói ở trên, ông là hình ảnh đối lập với Poroshenko về mọi mặt, từ con người tới quan điểm chính trị. Điểm khác biệt quan trọng nhất là ông hướng tới hòa bình thông qua đàm phán với Nga. Hơn một lần ông phát biểu rằng người Ukraine không thể phủ nhận một thực tế là nước Nga đã, đang và sẽ ở cạnh Ukraine. Do đó cần phải tìm được tiếng nói chung với họ. Sau khi trúng cử tổng thống, tôi nghĩ rằng Zelensky đã phát hiện ra rằng sự việc không hề đơn giản. Các thế lực chính trị ở Ukraine đều có bóng dáng của các cường quốc ngoại bang đằng sau. Bản thân các lực lượng này không chỉ có tiền mà còn có cả quân đội riêng dưới nhiều hình thức. Ví dụ như các lực lượng bán quân sự dân tộc cực hữu. Tuy là lực lượng bán quân sự, nhưng họ lại được trang bị tốt hơn cả các đơn vị quân đội thông thường và không chịu sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Các đội quân tư nhân này sẵn sàng sử dụng vũ lực với các chính trị gia, các cơ quan nhà nước khi va chạm với họ, giống như cách họ đã làm ở cách mạng Maidan, tạo ra nhà nước Ukraine hiện nay. Hơn nữa, có lẽ chỉ khi ở cương vị tổng thống, Zelensky mới phát hiện ra là quá trình NATO hóa và bài Nga mà Poroshenko đã tiến hành trong 8 năm trước đó với sự hậu thuẫn của phương Tây đã trở thành một quá trình không thể đảo ngược bằng các tiến trình chính trị thông thường. Có thể ông nhận ra rằng mọi hành động đàm phán với Nga hoặc thực hiện thỏa thuận Minsk sẽ bị các thế lực khác diễn giải rằng ông là một Yanukovych mới và ông có thể bị lật đổ như ông này. Khi nhận thấy điều đó, ông buộc phải tiếp tục đi theo con đường mà NATO và Poroshenko đã tạo ra trước đó. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Zelensky muốn cứu vãn hòa bình tới phút cuối cùng. Lần lượt vào tháng 12 và tháng 1 năm 2022, Nga gửi các dự thảo về một thỏa thuận liên quan tới Ukraine cho NATO và Mỹ và đề nghị đàm phán. Điều này cho thấy rằng Nga biết rõ Mỹ và NATO mới là người quyết định việc thực hiện thỏa thuận Minsk hay tạo ra một cơ chế hòa bình cho Ukraine, chứ không phải Zelensky. Tại sao người Nga lại gấp gáp như vậy? Bởi vì thỏa thuận Minsk sẽ hết hiệu lực vào ngày 21 tháng 2 năm 2022. Sau khi Mỹ và NATO lờ đi, không trả lời các đề nghị của Nga, và 3 ngày sau khi thỏa thuận Minsk hết hiệu lực, chiến tranh đã nổ ra. Điểm đáng lưu ý, trước khi nổ ra chiến tranh một tuần, người Mỹ công khai trên báo chí rằng Nga sẽ có thể dùng tới chiến tranh để giải quyết vấn đề Ukraine. Ngay lập tức, Nga từ chối và nói rằng quân đội của họ áp sát biên giới Ukraine chỉ là tập trận thông thường. Tổng thống Zelensky thì lập tức lên tiếng nói rằng ông ở Kiev và biết rõ tình hình nhất, không có chiến tranh như Washington nói. Sau khi chiến tranh nổ ra, Washington thường dùng việc này để ám chỉ rằng họ đã cố cứu vãn hòa bình bằng cách nói ra điều đó để hy vọng Nga sẽ chùn tay và Zelensky chuẩn bị. Nhưng cả Putin lẫn Zelensky đều không nghe họ. Điều này có thể khiến mọi người cho rằng Tổng thống Zelensky là người không thông minh, nên không tin vào điều mà Mỹ đã thông báo cho ông về chiến tranh. Tuy nhiên nếu nghĩ theo hướng này thì sẽ là một sai lầm. Như đã nói ở trên, việc trở thành Tổng thống của Ukraine cho thấy Zelensky khá thông minh và rất quyền biến khi cần thiết. Tôi chắc chắn rằng người Mỹ đã cho Zelensky các hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ các đơn vị Nga đang tập hợp theo đội hình chiến đấu ở bên kia biên giới ra sao. Ông cũng biết rõ rằng mô hình từ tập trận chuyển sang tấn công đã được Liên Xô trước đây sử dụng ở Hungary năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968 và Ba Lan 1980. Vậy thì tại sao ông vẫn tuyên bố trước dư luận là sẽ không có chiến tranh? Sau này, Zelensky nói rằng ông phải tuyên bố như vậy vì lo sợ sự hoảng loạn sẽ bùng lên ở các thành phố Ukraine. Tôi cho rằng ông buộc phải nói như thế vì muốn giữ thể diện cho phương Tây. Lúc ông nói ra điều này là lúc Mỹ đang xem xét gói viện trợ 45 tỷ đô la cho Ukraine. Lý do thực của việc Zelensky phản bác Washington rằng
không có chiến tranh là ông muốn bắn một tín hiệu hòa bình tới Nga. Tuy nhiên, người Nga lúc đó đã thực sự tin là nếu chỉ với mong muốn hòa bình của riêng Zelensky thì sẽ không đủ, mà các thế lực chính trị chống Nga ở Ukraine cần định giá một đòn mạnh thì mới chấp thuận cho Zelensky ký kết thỏa thuận hòa bình. Và vì thế, chiến tranh đã nổ ra. Trong những tuần đầu tiên của chiến tranh, cả phương Tây lẫn Nga đều có chung một nhận định là quân đội Ukraine sẽ tan rã và Zelensky hoặc sẽ bỏ chạy, hoặc là ký thỏa thuận hòa bình với Nga. Với cùng một nhận định trên nên cả hai phía đều hành động theo cách có lợi cho mình. Người Nga thì làm chậm nhịp tấn công lại và bắt đầu đàm phán hòa bình với Zelensky. Nếu ông ký kết hiệp định hòa bình với Nga thì lúc đó sẽ là một thắng lợi hoàn hảo cho Nga. Vừa thể hiện sức mạnh quân sự, ý chí nhà nước trong việc sử dụng chiến tranh, vừa đạt được mục tiêu của mình với cái giá thấp về thương vong. Về phần phương Tây, nếu như quân đội Ukraine tan rã thì việc Zelensky cùng chính phủ lưu vong sẽ có lợi hơn cho họ. Họ sẽ sử dụng chính phủ lưu vong này như một con bài để đàm phán với Nga. Lịch sử hiện đại có nhiều ví dụ cho trường hợp đó. Năm 1939, sau khi Đức và Liên Xô đánh bại, Anh đã đón nhận chính phủ và một phần lực lượng quân đội Ba Lan sang lưu vong. Trong suốt chiến tranh và tới tận năm 1945, người Anh coi đây là đại diện hợp pháp duy nhất của người Ba Lan. Và khi Liên Xô tiến vào giải phóng Ba Lan khỏi phát xít Đức và lập ra một chính phủ thân Moscow thì phương Tây không công nhận chính phủ này. Tuy nhiên vào năm 1945, Anh và Mỹ đã thỏa thuận được với Liên Xô về việc phân chia châu Âu sau chiến tranh. Theo thỏa thuận này thì Liên Xô sẽ bỏ rơi Đảng Cộng sản Hy Lạp và phong trào kháng chiến ở nước này để đổi lấy việc Anh và Mỹ sẽ giải tán chính phủ Ba Lan lưu vong, chấp nhận Ba Lan thuộc quyền ảnh hưởng của Liên Xô và bàn giao lại hết những người Nga lưu vong chiến đấu cho Đức Quốc xã đã đầu hàng đồng minh. Ngay sau thỏa thuận đạt được thì chính phủ Ba Lan lưu vong bị giải tán, bất chấp thực tế là quân đội Ba Lan lưu vong đã chiến đấu và đổ máu trên mọi mặt trận phía Tây của đồng minh suốt từ năm 1940 đến năm 1945. Đây có thể là mô hình mà Mỹ hướng tới khi tuyên bố công khai rằng họ sẽ mở cửa nếu Zelensky lưu vong. Tuy nhiên cả Nga và Mỹ đều đã lầm. Zelensky, quân đội và người dân Ukraine đã chống trả lại nước Nga. Trong khi ở Kiev, Tổng thống Zelensky từ chối lưu vong, thì ở ngoài mặt trận, những người lính thường và sĩ quan cấp thấp của Ukraine, bất chấp ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, không quân và tăng thiết giáp thuộc về Nga, trong những ngày đầu, họ đã liên tục tấn công quân Nga bất kể khi nào có cơ hội. Chúng ta có nhiều video về những tổ chiến đấu nhỏ, đơn lẻ của Ukraine dùng súng chống tăng, tên lửa chống tăng đánh chặn một đoàn xe thiết giáp lớn của Nga. Hệ quả tất nhiên là sau khi bắn cháy 1 đến 2 chiếc đi đầu, thì các tổ chiến đấu đó nhanh chóng bị quân Nga tiêu diệt. Tuy nhiên các binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tự sát đó. Những thất bại quân sự của Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến không phải là do đối đầu với quân chủ lực của Ukraine, mà là thất bại trong việc bảo vệ các tuyến vận tải hậu cần cho lực lượng tăng thiết giáp thọc sâu khỏi các cuộc phục kích của các nhóm đi lẻ của quân đội Ukraine. Khi cuộc chiến nổ ra, phản ứng của người dân đối với quân Nga đã phản ánh sự chia rẽ trong xã hội Ukraine trước đó. Nếu như ở các vùng phía đông, nhiều người chào đón quân Nga hoặc là thờ ơ nhìn quân Nga tiến vào phía Tây và phía Nam. Ở nhiều nơi, người dân Ukraine kéo ra chặn đường phản đối quân Nga. Tất nhiên điều này không thể cản được sự tiến lên của các đạo quân. Tuy nhiên, sự phản ứng của người dân được truyền đi khắp thế giới, khiến cho Điện Kremlin buộc phải cẩn trọng hơn trong việc sử dụng hỏa lực. Điều này khiến cho quân đội của Nga bị trói tay và dẫn tới thiệt hại nặng. Một ví dụ điển hình là việc một trung đội đặc nhiệm VDV của Nga bị tiêu diệt ở thị trấn Gostomel gần Kiev. Đơn vị này tuân thủ lệnh chỉ được nổ súng khi bị tấn công nên đã bị đặc nhiệm Ukraine phục kích tiêu diệt toàn bộ cùng với xe thiết giáp ở khoảng cách từ 20-30m khi họ tiến vào thị trấn. Hầu hết lính Nga bị bắn hạ ngay khi ngồi trên xe, không kịp bắn lại. Vì quân Nga tiến nhanh và không nổ súng vào dân thường cũng đã dẫn tới một cảnh tượng buồn cười chưa bao giờ có trong các cuộc chiến tranh, là khi quân Nga tạm để lại các xe tăng, xe thiết giáp bị hỏng hóc trên đường tiến quân để cho thê đội 2 sẽ tiếp quản và sửa chữa, thì nông dân Ukraine yên tâm rằng mình sẽ không bị quân Nga bắn hay trả thù, đã thản nhiên lái máy kéo ra kéo các xe này về nhà mình. Hình ảnh này được phát đi trên toàn thế giới qua mạng Internet, khiến cho hầu hết mọi người coi thường quân Nga tới mức cho rằng họ là một đội quân yếu kém và ngớ ngẩn. Tất nhiên, báo chí phương Tây sẽ không tường thuật những trận đánh ngay từ ngày đầu tiên, trong đó quân Nga đã thể hiện trình độ chuyên nghiệp và sự dũng cảm của họ ra sao. Ví dụ như trận đánh chiếm sân bay Antonov của 200 lính đặc nhiệm Nga và bảo vệ thành công vị trí này tới khi được tiếp viện bất chấp sự phản công của quân đội Ukraine với số lượng đông gấp 10 tới 20 lần. Khi cuộc chiến bước sang giai đoạn 2,
sau khi tướng Dvornikov, người được phương Tây đặc biệt danh là tên đồ tể ở Syria, lên nắm quyền tổng chỉ huy quân Nga ở Ukraine vào tháng 4 năm 2022 và Nga chuyển sang đánh lớn ở Donbass, thì không ai còn tin quân Nga ngớ ngẩn nữa. Và nếu có xe tăng và thiết giáp Nga bỏ lại giữa đồng vì hỏng máy thì cũng không một nông dân Ukraine nào dại dột tái diễn lại cảnh kéo xe tăng về nhà mình nữa. Quay lại những tuần đầu của cuộc chiến, trong khi phương Tây chưa tin rằng Ukraine sẽ đứng vững và chưa có các hỗ trợ mạnh mẽ về vũ khí và tiền bạc cho Ukraine, thì Zelensky đã tiến hành đàm phán với Putin thông qua trung gian hòa giải là Israel. Lúc này, Zelensky hiểu rõ rằng, và ông cũng phát biểu nhiều lần sau này, độ khắc nghiệt của các điều kiện do Nga đưa ra sẽ phụ thuộc vào, thứ nhất, sự ủng hộ của phương Tây, và thứ hai, sự kháng cự của Ukraine. Ông cũng hiểu rằng các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan có thể lật đổ hoặc thậm chí sát hại ông và gia đình. Chính vì các lý do trên, cùng một lúc ông đã làm bốn việc. Thứ nhất, ông tuyên bố với cả thế giới là ông không nhận vé lưu vong mà Washington đề nghị. Thứ ông cần là vũ khí. Thứ hai, ông tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga và kêu gọi nhân dân Ukraine chiến đấu. Thứ ba, ông bí mật đưa bố mẹ sang Israel. Thứ tư, ông công khai chấp nhận đàm phán với Nga. Chi tiết đưa Zelensky sang Israel là cực kỳ đáng quan tâm. Ông biết rằng cả ông và vợ sẽ không thể đi khỏi Ukraine, nhưng bố mẹ thì có thể sẽ bị các bên, đặc biệt là lực lượng dân tộc cực đoan khống chế. Đó là lý do ông đưa bố mẹ ra nước ngoài. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rất rõ rằng Mỹ và các quốc gia NATO là người đã khiến cho thỏa thuận Minsk không thể thực hiện và thực tế đã ngăn cản các cơ hội hòa bình bằng cách từ chối một cơ chế an ninh liên quan tới Ukraine do Nga đề xuất khi thỏa thuận Minsk hết hiệu lực. Chính vì thế, ông gửi bố mẹ mình sang Israel chứ không phải là Mỹ hay các nước NATO khác. Và như đã nói, quốc gia này không thích các lực lượng dân tộc Ukraine cực đoan vì sự sát hại người Do Thái tại nước này trong chiến tranh thế giới thứ hai. Điều đó khiến cho các lực lượng dân tộc cực đoan Ukraine không thể vươn tay tới Israel để khống chế bố mẹ ông. Việc ông chấp nhận Israel là trung gian hòa giải cũng đã khiến cho Putin hứa với Bennett rằng sẽ không tìm cách sát hại ông. Do đó, việc đưa bố mẹ mình sang Israel là một cách ném một hòn đá mà trúng ba đích. Thứ nhất, ông loại trừ khả năng lực lượng dân tộc cực đoan chủ nghĩa nắm giữ bố mẹ mình. Thứ hai, ông bảo đảm rằng Mỹ và NATO cũng không nắm được họ. Thứ ba, ông cho Putin thấy rằng ông ta tin tưởng vào lời hứa của Putin và đặt sự an toàn của bố mẹ mình vào bên trung gian mà cả ông lẫn Putin đã lựa chọn. Sự khôn khéo của Zelensky, việc quân đội Ukraine đứng vững, với tinh thần dũng cảm của binh lính và sĩ quan quân đội trong chiến đấu, tinh thần ái quốc của người dân Ukraine và tiến trình đàm phán được công khai cho thấy, Ukraine và Nga sắp đạt được thỏa thuận hòa bình đã khiến cho phương Tây thay đổi thái độ. Tuy nhiên, ngoài các điều vừa nêu trên, có những yếu tố khác khiến cho phương Tây không chỉ thay đổi thái độ mà còn đặt một mục tiêu hoàn toàn ngược lại với mục tiêu của họ trong những ngày đầu tiên của chiến tranh. Đó là sử dụng chính quyền lưu vong của Zelensky để mặc cả với Nga. Các yếu tố khác khiến cho phương Tây thay đổi mục tiêu bao gồm: thứ nhất, họ nhìn nhận các thiệt hại của quân Nga, các đoàn xe hậu cần bị đánh chặn, các đơn vị tiên phong bị phục kích và tiêu diệt, số lượng xe tăng và thiết giáp bị sa lầy hoặc bị hỏng hóc, bị bắt là do sự yếu kém của quân đội Nga và sự vượt trội của quân đội Ukraine. Họ đã không nhìn thấy rằng các thiệt hại của quân Nga chủ yếu là do chiến thuật mà Putin sử dụng. Và chiến thuật đó sử dụng theo hướng tạo điều kiện cho Tổng thống Zelensky thuyết phục các phe chống đối về việc cần phải thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng lại không gây thiệt hại quá lớn, khiến cho việc hàn gắn quan hệ Nga-Ukraine sau này khó khăn. Thứ hai, phương Tây nhìn thấy sự thận trọng của Nga trong giai đoạn đầu có nguyên nhân là Nga lo sợ các đòn trừng phạt kinh tế của phương Tây như hồi năm 2014. Phương Tây cũng không tin rằng khi áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế thì họ sẽ phải hứng chịu những rối loạn kinh tế ra sao, và Nga thì không bị ảnh hưởng nặng như họ tính toán. Thứ ba, phương Tây cho rằng Putin sẽ không có gan để đi đến tận cùng cuộc chiến. Họ cho rằng ông là một tay chơi bạc tháo cái và ông sẽ ăn non, bỏ cuộc khi chịu sức ép lớn. Xin tạm dừng để chú thích. Tháo cái là một cụm từ gốc tiếng Quảng Đông với nghĩa là bắt ăn cắp gà. Trong trò poker hay còn gọi là xì tố, người dùng thủ đoạn tháo cái là người có bài xấu nhưng lại tố số tiền đặt lên rất lớn để khiến cho đối thủ tưởng rằng họ có bài cao mà bỏ cuộc, không theo, dẫn tới người tháo cái thắng toàn bộ số tiền mà các bên đã đặt trước đó. Số tiền này hay còn gọi là tiền gà, và vì thế thắng bằng thủ đoạn gian dối
giống như là bắt trộm gà. Xin trở lại nội dung bài viết. Từ những nhận định trên, thay vì khuyên Tổng thống Zelensky lưu vong, phương Tây tuyên bố sát cánh đến cùng với Ukraine và sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để đánh bại Nga. Tuy Zelensky đã buộc phương Tây phải ủng hộ mình, nhưng giống như một tháng trước đó khi ông bất lực trước việc phương Tây để mặc cho Ukraine tự trôi đến cuộc chiến tranh với Nga, bằng cách không thèm trả lời các đề xuất an ninh của Nga khi thỏa thuận Minsk hết hạn. Lần này cũng vậy, mọi việc lại tuột khỏi sự kiểm soát của Zelensky. Lúc này sau khi phương Tây tin rằng ông sẽ không trốn chạy, người dân và quân đội Ukraine sẽ chống lại Nga, thì họ buộc ông phải tiến hành cuộc chiến tranh, không phải để đạt tới một thỏa thuận hòa bình mà để Nga trở nên suy yếu. Zelensky cần sự hỗ trợ của phương Tây để có thế mạnh trong đàm phán hòa bình với Nga. Thế nhưng đổi lại, ông nhận được sự ủng hộ, nhưng không phải để ký được hòa bình mà là đánh Nga tới kiệt quệ. Đó chính là điều mà Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã bình luận. Tuy nhiên, sau cuộc gặp của các ngoại trưởng các nước NATO, có một ấn tượng rằng trong các nước NATO có một số nước muốn cuộc chiến tiếp tục để cuộc chiến kéo dài và làm cho nước Nga suy yếu. Họ không quan tâm nhiều tới tình trạng của Ukraine. Hết trích dẫn. Về phần Zelensky, ông ta không thể đi ngược lại phương Tây vì một khi phương Tây đã tuyên bố hỗ trợ hết sức cho ông, còn việc hỗ trợ thật đến đâu sẽ bàn sau, thì các lực lượng dân tộc cực đoan trong nước sẽ không tha cho ông nếu ông tiếp tục đàm phán. Tóm tắt một cách ngắn gọn về giai đoạn đầu của cuộc chiến như sau. Khi thời hạn của các thỏa thuận Minsk sắp kết thúc, người Nga biết rõ rằng Ukraine không thể tự quyết định được cơ chế thỏa thuận an ninh mới nên đã đề nghị Mỹ và NATO đàm phán. Việc từ chối đàm phán của Mỹ và NATO cùng với việc đầu tư của khối này và việc trang bị cho quân đội Ukraine trước đó đã dẫn đến việc Nga tấn công phủ đầu Ukraine. Trong những ngày đầu tiên, cả Nga lẫn phương Tây đều tin tưởng sai lầm rằng Ukraine sẽ đầu hàng. Tuy nhiên, nhờ sự khéo léo của Tổng thống Zelensky, sự dũng cảm của quân đội Ukraine sau những choáng váng đầu tiên và tinh thần ái quốc của người dân Ukraine, cả phương Tây lẫn Nga đều nhận ra rằng Ukraine sẽ không sụp đổ nhanh chóng. Điều này dẫn tới việc Nga có những nhượng bộ lớn để có thể ký được thỏa thuận hòa bình. Ngược lại, phương Tây nhìn nhận sự việc theo hướng là Nga sẽ bỏ cuộc sớm vì yếu kém, nên đặt ra mục đích hoàn toàn ngược lại với ban đầu là yêu cầu Ukraine phải tiến hành chiến tranh để làm suy yếu Nga. Zelensky, người đã cưỡi lên lưng hổ, không thể xuống được và đành bị cuốn theo cuộc chiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.